Lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức đã diễn ra sáng nay. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải. Gắn bó hơn 16 năm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thủy đã đóng góp hơn 10 công trình đề tài nghiên cứu. Tiêu biểu là công trình nghiên cứu tạo chế phẩm Interferon Alpha, ứng dụng trong phòng bệnh do virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi trên heo nuôi, đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố lần thứ 26. Hay gần đây nhất là sáng kiến quy trình nhân giống dòng chuột thí nghiệm tại khu nuôi động vật thí nghiệm phục vụ cho các nghiên cứu y sinh. Từ khi mà khu nuôi thành lập thì tụi mình cũng cố gắng là nhập dòng chuột từ nước ngoài về và nhân giống rồi sản xuất tạo ra cái dòng chuột nó trong điều kiện nó đạt chuẩn để cung cấp cho các đơn vị nghiên cứu. Mình cũng rất là vui và cũng cảm thấy rất là vinh dự vì được nhận cái giải thưởng này. Mong muốn có thêm những cái đóng góp thêm nữa cho lĩnh vực công nghệ sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh. Nông sản Việt thường hay bị thương lái ép giá do nguồn cung vượt cầu. Việc chế biến tinh các sản phẩm từ nông sản là rất cần thiết, giúp tăng giá trị của nông sản. Từ trăn trở đó, thôi thúc anh Phạm Quang Thắng nỗ lực tìm tòi và có nhiều sáng kiến có giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Rất là vui mừng và tự hào khi là một trong 11 cá nhân được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2023. Phải làm sao đó để lan tỏa cái giải thưởng này đến với các bạn là công đoàn viên tại đơn vị và làm sao trong tương lai thì mình phải có được những cái giải pháp sáng kiến để tiếp tục hỗ trợ cho cái người dân. Thưa quý vị, năm nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 29 hồ sơ từ 15 đơn vị gửi về tham gia giải thưởng Tôn Đức Thắng và vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thì Hội đồng xét thưởng đã thống nhất 11 cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động và sáng tạo trên các lĩnh vực để vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2023. Năm nay là cái năm mà có cái số hồ sơ tham gia dự giải thưởng là cao nhất từ trước đến giờ, đó là có tới 29 hồ sơ tham gia. Và theo đánh giá của hội đồng xét chọn á, thì là năm nay là chất lượng của các cái hồ sơ rất là cao và đồng đều với nhau. Và một cái đặc biệt nữa đó là năm nay có nhiều cái hồ sơ là nữ và có được 2 nữ là được chọn để trao giải thưởng. Tiến sĩ Lệ Thủy hay anh Quang Thắng là 2 trong 11 cá nhân tiêu biểu được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay trong 29 hồ sơ được đề nghị từ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đó là 3 kỹ sư công nhân ngành điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, 2 kỹ sư công nhân ngành cơ khí chế tạo máy và 6 kỹ sư công nhân thuộc các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, hóa học, chế biến lương thực, thực phẩm, y sinh, cấp thoát nước. Tôi rất ấn tượng về thành tích của 11 công nhân đã đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23 năm 2023. Tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, về những công việc cụ thể thầm lặng hàng ngày, về những nỗ lực và những khó khăn mà các bạn phải vượt qua, nhưng các bạn có một điểm chung thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người công nhân, đó là niềm say mê lao động, sáng tạo và sẵn sàng cống hiến. Qua 23 năm tổ chức, giải thưởng Tôn Đức Thắng đã có 242 cá nhân tiêu biểu được trao giải, là những nhân tố tích cực góp phần vào sự phát triển cơ quan doanh nghiệp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.